Okay, hello everyone, and today welcome to English class together. Today, nhà đọc này, ngày nay chúng ta cùng một thằng điền phong lê dùng một đồng tiền. Hồi ngày nay chúng ta bắt đầu miền điền mấy từ lư miền điền grammar, cứ cao trực tiếp đầu viếng present perfect continuous, hay năng present perfect tense, cứ có present perfect simple. Tỏ lấy dưới chú tựa ọc nế. Dương tựa tôn nâng mê rin bỏ dương cư dình phí present perfect continuous hay nâng present perfect. Đại bì tập ra muốn đại chơ bàn bọc rin tựa lực phong rì rõ hào ý chân. Mê rin ní còn tựa chì ca phép thiếp chân. Thì chơ ở bàn đạ tựa bà xê tùm rung màu quỳnh tế, phong tế. Chân bọn bốn tựa chạm ở hói tựa lực tùm rung nguồi. Đăng bì present perfect continuous hay nâng present perfect. Tao present perfect continuous chia tụm rộng mạch present perfect chia tụm rộng mạch chứng những ban học cao rồi rồi hỏi ta lấy những đam mê những mình học này formulation chơi còn là đại example ai mua chứng example thứ mười present perfect continuous I have been playing chứng have been playing cứ chia present perfect continuous nhưng một lấy mơ present perfect mình I have played game, cái nhé. Chân present perfect cứ chỉ verb 3, have verb 3, played. Chân lại bị có hôm đại chân đã ní. Mình underline khang cao ní cứ chỉ không qua chỉ verb now với chỉ verb perfect default hay nắng. Anh nắng chỉ verb anh chỉ từ là không present perfect continuous. Example number 2, you have been playing game. You see, cái nhé. Have been playing game. Đã ní you have played game. We have been playing game. We have played game. They have been playing game. They have played game. He has been playing game. He has played game. She has been playing game. She has played game. It has been playing game. It has played game. Chứng example video kinh tế còn là câu từ vùng tập trích vì thế hai mũi chia continuous hay là mũi perfect để không thể nhận mạnh dương mũi tận tỏ lên màu. Ta dừng từ mưa slide một tốp slide usage present perfect continuous hay nâng present perfect chân cao pra pra rồi bỏ present perfect continuous nâng khi pra dòng khác thì mối cư xong vào từ lửa action that started in the past and is still in progress mình thấy thả vì bằng hành vi sạc cầm hiếp đại bản cả là đồng cực không ảnh tay đặc ca nâng hai vì bằng mặt to được ca ta cảm thấy mình phong tài cả là nơi tay mình tỏ mình tâm mình chọp đấy nát một cái tao một cái ao I have been studying all morning. I have been sending an email since 11. He has been driving for 5 hours. Nâng cứ chỉ tao cảm thấy ở tay tập phần trong bọn present perfect continuous chẳng biết bằng hai pi ở với để mà cạnh là ở tay tại nâng vì vẫn to rõ hơn mình thường bắt bó này vì anh ta đòi là của tiền hay tất cả phía vì nơi tay mình to bắt bó nó vì nơi tập còn to tất cả đòi là của lấy dưới mô mơ present perfect mình action that is completed at the time of speaking chân sạc cam phép đại bản mình chọc nông ổng lông này dừng dậy mình này thả sạc cam phép việc cắt lãng phí tất cả đai bằng to là không đòi bắt bó mà ta đòi lại bắt bó nó vì thường bị chọc chọc thường bắt bó nó vì một ai từ một điện copy à không nhớ lấy dương mươi dòng một cái ỏi I've studied 3 sections until now. I've already sent an email to the manager. He's driven 500 kilometers so far. Khi nhé dương mươi dòng một cái ỏi vậy đó chẳng thật cam phiếu vì thử một chọc thông bắt bọn này cả lăng tịch tất cả mà nó bắt bọn dừng slide một tọp tiết dừng mơ rút hiệp này từ lời present perfect continuous nếu chia past dừng lại chụp nữa nếu chưa cứ chụp nữa đây có bông cả là canh là hô đo nào đấy for ai cho một tiền này anh ấy continuous anh ấy dừng mơ present perfect mình dừng lại nếu vì chụp nữa mối đây thử một chọp đấy the job action completed at some point in the past nè chấm nó đại cái là nghe
giống việc cao mà lò hồ đầu mà nó bị chọt thường ngày đừng mua nó chỉ cho bà đại mà nè nói nó bị thử bị chọt tại vì mà ai có đoàn là con bà này bị thử nào nó nghe bắt cho bọn là lời nó xong lại là lời nào nó xong mà ta present nó cứ chi tùm rung đang bị cắt lại ta dương mưu chúng ta định hình thật trăm remember đó present perfect continuous emphasis unfinished action it has you how long some time has been happening chẳng vì bằng hành phí bị chạy phí sẽ cam phép đây một tâm ăn chó về present perfect continuous nè hay vì đã tận năng how long nè how long something has been happening nè example I've been learning English for 5 years chẳng khi ông mày phải tăng lên nó kẹt chân mày tay chụp nở đầu to hiện tăng lên đại tại những mưa tiếp bị present perfect continuous emphasis something happening over a period of unfinished time nè anh nó có về lý đầy một toàn văn một trọng đại my English teacher says my English has been improving since I started reading in English chúng mình chẳng có tăng cái áo chẳng chúng mưa gọi này nóng present perfect continuous is often used to show that something is temporary you know temporary mình tha bình đỏ son á example I usually work in London but I've been working in Birmingham for the last month nhá chứ vì cứ vì chia những nhóm cơ chưa rưới rưới nó prao đang bên bằng hai bằng mối đá chi bình đỏ son đi present perfect simple emphasis finished result and it is used to talk about how often or how many times something has happened here nhưng thực trạng tha present perfect nó cứ bằng hai phí result action nè rồi có finish action how we phân chia phí how often rồi có how many time nè how many time à, nó cứ chỉ present perfect vậy I've called several times today but she hasn't answered the phone khi bạn tê tần tê tới pi bay đó ngay bay bu đó ngay ngày nắng ạ vận tài niên nắng ọt bàn lực tụ thẳng trong sao present perfect simple is used to talk about how long when we view it as permanent ní tự tưng how long mình how long example I've worked here for 20 years nhưng mình vừa càng lần tí này dạp phim phải chẳng nào mời you see next slide present perfect continuous mean smart nâng unfinished activity or action the present perfect simple is smart nâng finished result ư có completed action present perfect continuous smart nâng how long something has been happening present perfect simple smart nâng how much of an activity is completed nè à mũi how long dạ phế đại vi cầm phong cả lời à mũi dây phí how much activity tạc cam phía đến thầm anh chọc bà mà này nè present perfect continuous man something happening over a period of time or unfinished time present perfect simple how often or how many times something has happened present perfect continuous temporary present perfect simple permanent tương lai này sống khá này như thật trăm vậy đúng không nó cứ thật tôi muốn đúng à là việc cặp ra bỏ kia là ngờ cả đây trăm là việc cặp ra bỏ kia cứ ca thương mà hát ấy dương ở trên mình ca cho nó mẹ phi đúng không là nào perfect nhớ hả nào present perfect chứ thật bạn chạy ở chỗ ba lọ ở đây dương mơ common mistake mơ bây giờ đại khóc đại trời I have been waiting for half an hour. Anh ấy chỉ một chút đại trừ. Chẳng hạn vô được không đại vùng cho nó cứ chỉ một chút khóc. I have waited for half an hour. He has been sleeping since 9 o'clock. Anh ấy chỉ một chút trừ. Right sentence. Đó này. He has slept since 9 o'clock. Mistake. It has snowed twice week this week. It has snowing twice this week. Anh cứ chia video này khó hay này nè.
She has written many books. Nếu bạn tỏ xe sẽ phải bằng dưỡng trọng hơn. Được lại ní. She has been writing many books. Bạn thay bài ní chìm dược khổ. Hồ bình, đã trở đi. Ok, chân mê đi mà dưỡng thử một chọc lại nâng. Rồi viên cao phiệp thiếp tên lưu present perfect continuous hay nâng present perfect simple. Chân sâu phổn phổn tạm đàn video watcher chơi. Mình mùi mùi bán cho bà lo tên lưu mê riêng. Cũng ai mình ca trả lòng tiết tên lưu mê riêng. Thằng ổn nâng phùi mê riêng tổng khán á. Tên không tập hư đại dương riêng nó rõ thái. Để tô nâng grammar nâng hai grammar nâng mềm mềm tạc không tập hư dương ấy. Cả đại dương trẻ tứ. Vì chui dương không ca này dây phong. Vì khá dương. Nhìn dây ở tư ta mà sạc cao một phía bọn vía. Vì khó quá vì ở tư. Chân từng không tham mê riêng nó chui đò phong ổn. Rình mê riêng grammar không phía tăng này mà. Chúng ta luôn tạc ổn khí. Chân ổn khôn sầm cả tạm đán. Chúc nên nơi mê riêng và tỏ tiết. Nơi video khẳng khẩu tiết. Ổn khôn.